Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình và mình là Bẹp đây. Nếu bạn nào theo dõi kênh của mình thì cũng biết là mình vừa có một chuyến du lịch Đà Lạt 4 ngày 3 đêm và hôm nay mình lên cái video này để gợi ý cho các bạn một số outfit du lịch Đà Lạt nhé. Ok, let's go! Ngày đầu tiên đến Đà Lạt, mình mặc một chiếc váy hoa dài phần dưới kiểu đuôi tôm, váy có chủ đạo là màu kem và in họa tiết hoa hồng. Phụ kiện thì mình đeo một chiếc túi tốt bằng nhựa trong suốt, phần dưới làm bằng chất liệu cói, kẹp một chiếc nơ trắng lên đầu và đeo một chiếc vòng cổ hình con bướm bướm, đi thêm một đôi giày kiểu dáng Lolita. Đợt này đi Đà Lạt thì thời tiết nắng rất đẹp nên là mình mặc những chiếc váy hoa màu sắc tươi sáng như thế này thì sẽ ăn hình lắm đấy. Ngày thứ hai thì mình lại tiếp tục diện một cái váy hoa nhí màu xanh chủ đạo. Váy này là kiểu hai dây nhưng mà có thêm phần tay, có tác dụng là che khuyết điểm tay to cho những cô nàng mũm mĩm như mình ấy. Phụ kiện hôm nay thì vẫn là nơ cài tóc nhưng có màu tối để phù hợp với cái váy này. Trước khi đi Đà Lạt thì mình đã đặt cực kỳ nhiều những cái nơ cài đầu luôn. Vì đi Đà Lạt là trang phục nó phải kiểu thơ thơ, bánh bèo mà lại có thêm một cái nơ trên đầu nữa thì quá là hợp đúng không? Sáng hôm đó thì mình đi vườn hoa Cẩm Tú Cầu mà lại mặc cái váy này thì mình sợ là chụp hình bị chìm ý, vì Cẩm Tú Cầu cũng có kiểu màu xanh xanh tím tím nhưng mà khi lên hình tổng thể lại rất hài hòa và mắt mắt nha. Tiếp theo là một bộ trang phục trông cũng hơi thơ cơ mà nhìn mình thì không thể nghiêm túc được ý. Mình sẽ mặc một cái áo sơ mi trắng cổ viền bèo xinh xắn kết hợp với một cái quần giả váy màu đen. Để tạo điểm nhấn cho bộ trang phục này thì mình buộc khăn Banada họa tiết hoa cúc trắng lên đầu, nhìn trông giống cô gái nông trại chứ các bạn. Ngày thứ ba thì mình có kế hoạch là đi ga Đà Lạt và đồi Đa Phú để chụp ảnh nên mình quyết định là không mặc đồ mang đi mà thuê một bộ trang phục kiểu xưa xưa để chụp một bộ hình lạ lạ. Mình chọn cỏ boho để thuê đồ, ở đây cho thuê rất là nhiều các loại váy áo để đi chụp ảnh săn mây này, đi nông trại này. Và mình đã thuê một bộ váy màu xanh kiểu dáng Lolita, với cái váy này thì mình đội mũ cói cũng được mà thắt nơ cũng được luôn. Buổi tối thì trời Đà Lạt rất là lạnh nên là mình đã chuẩn bị một bộ cho 3 buổi tối luôn. Mình mặc một cái áo phao cổ lông và phần dưới là chân váy đen dài, vừa ấm áp mà lại vừa thướt tha phải không mọi người? Kể ra mà trời sáng thì mình cũng có 7749 kiểu ảnh rồi đấy, cơ mà vì tối nên là thôi tém tém lại một chút nhá. Và cuối cùng là một bộ trang phục phù hợp để chụp ảnh kiểu ngầu ngầu chơi chơi. Mình mặc một chiếc váy dài trắng, phần chân váy kiểu xếp ly và khoác một cái áo da. Phụ kiện cho bộ trang phục này là một cái kính thầy bói màu đen, một chiếc vòng cổ quả cherry. Không biết mọi người có nhìn thấy không bởi vì mình không quay rõ lắm. Vừa rồi là 6 outfit mình đã mặc đi Đà Lạt. Mọi người có thấy chúng đẹp không nè? Comment ở dưới cho mình biết là mọi người thích outfit nào nhất nhé. Và cảm ơn mọi người đã xem đến cuối cái video này. Đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh của mình nữa nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye, ăn nhau.